Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta lại được gặp nhau và đồng hành với tác giả Thanh Hằng để lắng nghe tiếp phần 5 của bộ truyện Thân Cỏ Tìm Chồng. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc phần 4, cô gái tên Phượng của chúng ta phải đồng ý với bố của Quân rằng cô phải rời xa bé Nhật, có thể để cứu chữa cho bé Nhật. Nhưng trong lúc này thì cô lại đang mang thai đứa con thứ hai của mình đã được 4 tuần tuổi. Cuộc đời của cô sẽ như thế nào đây? Chúng ta hãy cùng lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết mới nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 5 của bộ truyện Thân Cò Tìm Chồng, tác giả Thanh Hằng qua giọng đọc của Tâm An. Tại biệt thự ở Hà Nội, bà Bình mới chạy theo bé Nhật vòng quanh vườn hoa, rồi rối rít mà gọi lớn. Cậu chủ nhỏ của tôi, chạy từ từ, kẻo ngã bây giờ. Bé Nhật không nghe, cứ chạy lung tung loạn hết lên. Kết quả là làm bể chậu hoa tulip màu đỏ, mà Mi Vân kỳ công chăm sóc. Tiếng choang đổ vỡ vang lên giòn tan, bé Nhật tiếp tục nhặt nhành hoa lên, sau đó vặt tứ tung. Mi Vân mặc váy bó sát màu đỏ, đi từ trong nhà ra, nhìn thấy chậu hoa bị vỡ tan tành, cây hoa lại bị bé Nhật phá nát, cô ta mới gào thét lên. Cái thằng oắt kia, mày phá hoa của tao, tao sẽ đánh chết mày. Cô ta hùng hồ xông tới muốn đánh bé Nhật, nhưng nó nhanh chóng co chân chạy biến đi, đã thế còn ngoái đầu lại, lè lưỡi nhái cô ta. Mi Vân tức muốn nổ phổi, cô ta trút giận lên bà Bình, chửi bà giúp việc, không khác gì một con chó. Bé Nhật chạy trốn vào nhà kho, vẻ mặt danh mãnh lúc nãy đã biến mất. Cô cậu xịu mặt xuống, tự dưng bật khóc nức nở. Trước ngày về Hà Nội hai hôm, Phượng vô tình nghe được Quân đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Giọng của anh vô cùng giận dữ. Bố gọi cái gì mà gọi lắm thế? Ngày kia tôi về. Bố nói cái gì? Bố tự đem nó về thì bố tự đi mà quan tâm nó. Dù là con rơi của tôi, nhưng tôi không có tình cảm gì với nó. Đến người phụ nữ ngủ với tôi sinh ra nó, bố còn không cho tôi biết, thì bố kêu tôi làm theo ý bố là sao? Tôi làm gì hay muốn làm gì ấy, ông đừng có can thiệp, lo cho vợ trẻ của bố ấy. Bố còn như thế, tôi sẽ ở trong này và không bao giờ về nữa. Bố cũng biết tôi, là tôi vào đây vì cái gì mà, đúng không? Bố đừng hòng kiểm soát tôi nữa. Quân ném điện thoại xuống đất vỡ tan. Anh bực bội đi vào nhà tắm xả nước ầm ầm trong đó. Bên ngoài Phượng nắm chặt nắm cửa. Đáy mắt của cô run rẩy. Cuộc đối thoại vừa rồi, có phải là Quân đang nói đến bé Nhật của cô? Sau khi rời khỏi khách sạn như mọi hôm, Phượng trở về phòng trọ. Cái Liên đã cho bé Mít ngủ. Cô thất thểu bước vào phòng. Mày làm sao đấy? Tao nghe được chút tin tức về con trai của tao rồi. Tao sắp được gặp nó rồi. Sắp được gặp con thì mày phải vui lên. Tại sao mày khóc thế kia? Tao không biết nữa. Tao vui chứ. Liên này, mày giúp tao được không? Mày giúp tao coi bé Mít trong mấy ngày tao về Hà Nội. Đợi đem con tao quay trở lại, ba mẹ con của tao sẽ rời đi chỗ khác. Nhưng mà chắc gì nhà họ cho mày đem thằng bé đi. Bởi vậy tao đang nghĩ cách đây. Mấy ngày ở đây trông cả vào mày đấy. Tao biết rồi, mày khỏi phải lo. Tao là mẹ nuôi của bé Mít cơ mà. Phượng nằm ôm con gái trong lòng thì thầm to nhỏ. Mít ở đây đợi mẹ mấy ngày nhá. Đợi mẹ đưa anh con trở lại, chúng ta sẽ được ở cùng với nhau. Sáng sớm Phượng tới biệt thự tạm biệt bà ngoại của Quân. Trời ơi, thằng Khánh nó cũng sắp về Hà Nội rồi. Giờ cháu cũng xin nghỉ nữa. Ôi, bà già này, biết tìm niềm vui ở đâu đây? Bà, cháu xin lỗi. Bà là bà rất quý cháu. Có cháu chăm cho ông, bà rất là yên tâm Phượng à.
Phượng cũng không biết nói gì, ngoài cái cảm giác áy náy. Cô chào bà một tiếng rồi dứt khoát ra về. 7 giờ sáng, Phượng chuẩn bị sẵn một ba lô quần áo tươm tất, thì Quân cũng vừa gọi cho cô. Cô đọc địa chỉ cho anh tới, sau đó xách ba lô ra khỏi con hẻm nhỏ. Hơn 10 phút sau, chiếc taxi chở Quân chở tới, Phượng nhanh chóng lên xe. Hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Chờ thêm 30 phút, lái xe của Quân tới đón cả hai, trở về biệt thự riêng của Quân. Trở lại Hà Nội, trở lại ngôi biệt thự quen thuộc, cảm giác trong lòng của Phượng thật khó diễn tả. Quân thân mật đi tới, ôm eo của cô. Em đang nghĩ cái gì thế? Mau đi tắm rửa đi. Phượng hơi né ra khỏi vòng ôm của anh. Vâng, anh buông em ra đi, để em đi tắm. Hay là chúng ta tắm chung nhé? Sao ạ? Quân bất ngờ cúi người bế bổng Phượng lên, sau đó đi thẳng vào nhà tắm. Anh Quân, bỏ em xuống, em không quen thế này. Qua vài lần em sẽ quen thôi. Cánh cửa phòng tắm khép lại, bên trong lại có thêm một cảnh xuân tình. Buổi tối sau khi dùng cơm xong, Quân nói với Phượng. Tối nay em cứ ngủ nhé, anh không về đâu. Dạ vâng ạ. Quân chưa chịu đi mà tiếp tục hỏi cô. Có phải em nên có hành động gì đó không nhỉ? Phượng nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Quân thì hiểu ra anh muốn cô hôn anh. Cô bèn kiễng chân lên hôn một cái vào môi của Quân, ôn nhu giống như một chú thỏ. Anh đi nhé. Quân hài lòng quay người sau đó rời khỏi biệt thự. Vẻ dịu dàng trên mặt của Phượng biến mất. Cô thay đổi sắc mặt, quay trở vào, lấy di động gọi cho cái Liên. Quân đi tới quán bar và gặp Bảo. Bảo vẫn là cái dáng vẻ cười cợt và trêu đùa anh. Bạn yêu của tôi đã về à? Xem nào, mày có béo lên được không? Béo cái đầu mày, tao sút nửa cân đây. Mấy em miền Tây không mắt tay tí nào. Mày bảo mày sút cân, mà sắc mặt của mày lại nhìn tốt thế này á. À, tao biết rồi. Yêu vào, nó như thế đấy. Hồi trước mày yêu Mi Vân, mày có thế này đâu. Tao tò mò rồi đấy, không biết mỹ nhân nào mà lại khiến cho mày yêu đời như vậy. Mày thôi đi, mày, tao đem cô ấy tới. Mày hứa rồi đấy. Ừ, tao hứa. Nhưng mày đừng ngạc nhiên, vì mày cũng từng gặp cô ấy rồi. Thế cơ? Thế rốt cục là em nào? Mày khiến tao tò mò rồi đấy. Vậy thì tao cho mày tò mò đến chết luôn. Cuối cùng Bảo uống thêm một lúc nữa. Sau đó Quân bèn lái xe trở về biệt thự chính của mình. Bà Bình nhìn thấy Quân thì mừng lắm, vội chạy đi báo với ông chủ. Quân đi tới ngồi phịch xuống ghế, nhìn thấy bố từ trong ra ngoài thì cũng chả nói năng gì. Bố của Quân đành phải lên tiếng trước. Con về từ khi nào đấy? Lúc 9 giờ sáng. Thế tại sao bây giờ mới về đây? Bố hỏi buồn cười nhỉ. Tôi thích về khi nào thì tôi về. Dù sao bố cũng ở công ty cả ngày. Tôi về đây để khó chịu với vợ bé của bố à? Thêm với cả đứa cháu nội của bố nữa. Nó là con trai của con đấy. Tất nhiên là tôi biết. Nó giống mẹ tôi thế cơ mà. Nhưng mà tôi vẫn không thể nào mà thân thiết với nó được. 3 năm trước, bỗng dưng anh phát hiện mình có một đứa con trai 6 tuổi mà chẳng biết mình gieo giống từ khi nào, từ bao giờ. Ngay cả người phụ nữ sinh con cho anh cũng chẳng rõ là ai. Anh làm sao mà chấp nhận được cái chuyện hoang đường này? Con phải chấp nhận. Ngày mai, bố có cuộc hẹn với bố của Ngọc. Con cũng đến đi. Quân đứng vụt dậy. Tôi không nghe bố. Không đời nào tôi lấy cái cô Ngọc đó. Con đã 28 tuổi rồi. 28 tuổi thì sao? Bố muốn đem hôn nhân của tôi làm bước đệm để tiến một bước trong làm ăn sao? Tôi có người trong lòng rồi. Tôi sẽ không bao giờ lấy vợ theo ý của bố. Bố của Quân người sững lại. Lần đầu tiên ông nhìn thấy vẻ mặt con trai thật sự nghiêm túc khi nói đến một chuyện. Ở một góc nào đó, Mi Vân cuộn chặt tay đến nỗi muốn đứt gân. Trên mặt cô ta xuất hiện sự hoảng hốt chưa từng có. Quân trước giờ luôn cáu gắt, tỏ ra ghét bỏ cô ta. Nhưng cô ta không khó chịu như chính lúc này. Cô ta không ngờ
chính miệng của Quân lại nói yêu một người. Không đúng. Trước giờ Quân yêu cô ta. Dù cô ta có lấy bố của Quân, Quân vẫn luôn luôn yêu cô ta. Chắc chắn là như vậy. Bên ngoài, Quân đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi, anh nói với bố. Vốn dĩ tôi định ngủ lại đây, nhưng giờ tôi lại không muốn nữa. Cứ thấy cái mặt tôi là bố lại muốn chèn ép con trai của mình. Tôi thật sự không hiểu. Sau đó, Quân đã đi mất dạng. Mi Vân lấy cớ đi dạo bộ để đi ra ngoài. Cô ta âm thầm theo sau Quân. Quân lái xe trở về biệt thự riêng, nghĩ tới Phượng đang chờ mình. Trong lòng có một niềm vui len lỏi. Không, không phải là niềm vui, mà đó chính là hạnh phúc. Cái cảm giác có người chờ đợi mình thật là vui vẻ thoải mái biết bao nhiêu. Quân cho xe vào trong bên sân, rồi đi tới gõ cửa. Phượng vốn chưa ngủ, thấy Quân về thì ngạc nhiên. Sao anh bảo với em anh không về? Quân không trả lời, mà cúi xuống hôn cô. Hai tay anh ôm lấy cô, vừa hôn vừa đẩy cô vào nhà. Anh dùng chân đá cánh cửa khép lại. Cả căn biệt thự rơi vào yên tĩnh. Còn Mi Vân đứng trước cổng, sắc mặt cô ta tím ngắt lại. Hai mắt dại đi vì quá tức giận. Cái hình ảnh đôi nam nữ hôn nhau vừa rồi thật đẹp, nhưng cô ta nhìn vào lại thấy đau mắt. Cô ta không tin, mà lắc đầu rồi nói. Quân, anh không được phép yêu người khác. Sau đó mắt cô ta long lên sòng sọc vì bị ghen tuông làm cho mất hết lý trí. Mới 5 giờ sáng, Hà Nội trượt đổ cơn mưa rào. Phượng gỡ tay Quân ra, muốn xuống giường, nhưng mà anh lại càng ôm chặt hơn. Nghe tiếng mưa lộp bộp bên ngoài, Quân vùi mặt vào cổ của Phượng, giọng ngái ngủ. Trời mưa mà. Anh bỏ em ra, em dậy, em nấu bữa sáng cho anh. Tôi muốn ăn thịt trước, sau đó mới ăn sáng sau, có được không? Phượng kinh hãi, đêm qua không biết Quân đã làm mấy lần, cô sắp chết tới nơi rồi, sáng ra giờ lại muốn nữa sao? Đang tái mắt thì cô lại nghe tiếng Quân cười nhỏ. Cái mặt của em, làm sao thế kia? Thôi, anh tha cho em đấy, đi chuẩn bị bữa sáng đi. Phượng giống như một người tù nhân được ân xá vậy, vội vàng vô lấy quần áo mặc, sau đó bước ra khỏi phòng. Cô làm một ít bánh mì và trứng ốp la, thêm một cốc sữa nóng là hoàn thành xong bữa sáng. Nhìn trời còn sớm nên cô không gọi Quân dậy mà để cho anh ngủ thêm một lát nữa. Mưa đã tạnh hơn, chỉ còn rả rích đôi chút. Phượng đi lững thững ra bên ngoài, đi tới chuồng chó. Phượng nhìn thấy con Tuyết đang ư ư vẫy đuôi mình. Cô vội vàng đi tới, mở cửa chuồng cho nó. Con Tuyết chạy tới liếm liếm chân của cô, ra vẻ rất thân thiện. Phượng ngồi xổm xuống, vuốt bộ lông trắng muốt xù lên của nó, còn cười nhẹ với nó nữa. Quân từ trong nhà đi ra, nhìn thấy cái cảnh tượng này thì ngạc nhiên vô cùng. Phải nói là con Tuyết trước giờ chỉ có thân thiết với mỗi một mình anh. Sao nó lại không bài xích Phượng nhỉ? Con Tuyết nó tình lắm. Nó nhận thấy ngay Quân đang đứng trước cửa, bèn chạy tới trước mặt Quân và vẫy đuôi. Còn Phượng thì đứng thẳng dậy và hỏi Quân. Anh dậy rồi à? Em nấu xong bữa sáng rồi đấy. Ừ, mà em làm cách nào để thân thiết với nó thế? Em có làm cái gì đâu. Nó trước giờ khó tính lắm đấy. Quân ngồi trên bàn, lặng lẽ ăn sáng. Phượng ngồi đối diện, len lén xem biểu cảm sắc mặt của Quân. Miệng cô mấp máy, muốn nói cái gì đó, nhưng lại thôi. Ăn xong, Quân mới lên tiếng. Tôi đi ra ngoài một lát, em làm gì thì làm đi. Chiều về tôi đưa em đi dạo, chịu không? Dạ vâng, em biết rồi. Anh mau đi đi. Quân vừa đi khỏi, Phượng bèn bắt tay vào dọn dẹp mấy thứ cho khuây khỏa. Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Cứ nghĩ Quân trở lại nên cô rất nhanh đi ra. Nhưng người bên ngoài không phải là Quân, mà là một người phụ nữ thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Cô là... Mi Vân tháo kính râm, một thân váy ôm sát đường cong gợi cảm. Cô ta đẩy Phượng ra một bên, rồi đi vào ung dung, ngồi trên chiếc ghế sofa. Tôi là ai thì cô không cần phải biết. Cũng đừng có hỏi. Tôi đến đây là để nói với cô rằng cô nên dọn đi khỏi đây.
Phượng đứng nhìn cô ta. Tại sao tôi phải dọn đi? Cô không chịu nói mình là ai. Vậy cô có mục đích gì? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô à? Mì Vân đứng bật dậy, mở túi sách lấy ra một tập tiền đập xuống bàn. Tôi cho cô số tiền này. Cô cầm lấy, rồi biến đi. Phượng không động đậy, nhìn tập tiền trên bàn rồi lại nhìn sang cô ta. Tiền ư, thứ cô cần bây giờ không phải là tiền, mà là đứa con của mình. Xin lỗi cô nhé, tôi không thể đi được. Cái gì? Cô chê tiền ít? Tôi nói cho cô biết, khôn hồn thì mau cút đi. Thiên Khánh có nhiều đàn bà như vậy, chẳng qua chỉ muốn trêu đùa với cô một chút thôi. Cô đừng tưởng anh ấy thật lòng với cô. Cô mau cầm tiền rồi cút. Nếu không, cô đừng có trách tôi. Cô là ai vậy? Cô cũng là người tình của anh ta à? Hay cô là vợ của anh ta? Mì Vân làm sao có thể nói mình là mẹ kế của Quân được. Cô ta không biết trả lời thế nào. Bèn chu chéo. Tao nói mày không nghe à? Cái thứ mày ấy, chỉ có biết dạng háng. Có cái tư cách gì mà ở trong ngôi nhà này? Có tư cách gì mà mày hỏi tao? Nói xong tay của Mì Vân vung lên, hùng hăng tát bốp vào mặt của Phượng. Tao đến đây nói chuyện đàng hoàng với mày. Tao cho mày tiền là nhân từ lắm rồi. Mày đừng có để tao phải nói nhiều. Phượng ăn một bạt tai đau điếng. Cô cắn răng chịu đựng. Tôi không biết cô lấy cái quyền gì để đánh tôi. Nhưng mà tôi sẽ không đi. Trừ khi anh ta bảo. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi ngôi nhà này. Mày... Mì Vân nổi điên. Cô ta mất kiểm soát. Định lao vào ăn thua đủ với Phượng. Nhưng vì đôi giày cao gót quá cao, nên cô ta đã bị trẹo chân. Lảo đảo muốn ngã xuống. Mẹ kiếp! Thiên Khánh là của tao. Anh ấy chỉ yêu mình tao. Tao không cho phép anh ấy tư tưởng đến mày. Cô ta gào lên như vậy, tay vơ được chiếc cốc thủy tinh trên bàn, không do dự ném về phía của Phượng. Phượng nghiêng đầu tránh được cú ném của cô ta. Chiếc cốc bay sượt qua mặt của cô, bay thẳng vào tường vỡ vụn. Cô mới lùi ra xa quan sát Mì Vân. Cô ta tuy rất xinh đẹp, nhưng lại điên không chịu nổi. Trông cô ta như vậy, chắc hẳn cũng là người có tiền và có địa vị. Cớ gì lại hành động ấu trĩ như vậy? Mì Vân nhăn nhó mặt mày, định đứng lên thì bất chợt nghe đằng sau có tiếng gầm gừ. Lưng cô ta lạnh toát. Quay người lại, thì con Tuyết nó đang đứng chồm hổm sau lưng cô ta. Sắc mặt của nó không mấy thiện cảm. Nó hướng về Mì Vân, nhe răng ra để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Mì Vân quá sợ, hét lên một tiếng. Sau đó thụt lùi về sau. Cô, đuổi nó đi, làm ơn. Lúc nãy cô ta còn rất hùng hồ, thế giờ lại đi sợ một con chó. Phượng mới tức cười, sau đó lên tiếng. Tuyết à, ngoan nào, đừng dọa cô ta nữa. Con Tuyết thông minh lắm, nó biết Phượng đang nói gì, nên thôi không gầm gừ nữa. Mì Vân quên mất mục đích của mình, sau đó cô ta chạy trốn ra khỏi biệt thự. Đến chiều Quân trở về mang cô đi dạo như lời anh hứa. Phượng cũng không hề nói với Quân về việc Mi Vân tới biệt thự. Trong lòng cô đang nghĩ đến việc làm sao để vào được nhà của Quân. Quân đưa cô đi rất nhiều nơi. Hai người đi trung tâm mua sắm, đi xem phim, đi ra hồ Hoàn Kiếm để dạo chơi. Chẳng mấy chốc mà trời đã dần tối. Đang trên đường trở về, Quân nhận được điện thoại của bố. Con về ăn tối đi. Quân định từ chối, nhưng chợt nhìn sang bên cạnh Phượng, anh chợt có chủ ý, bèn thoải mái đồng ý ngay. Thôi được, bây giờ tôi về đây. Anh tắt máy, quay đầu xe trở lại. Phượng mới ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Anh đi đâu vậy? Về nhà tôi. Về nhà anh á? Đúng, nhà chính của tôi. Phượng cố tỏ ra bình thường, chỉ là tay đặt trên đùi đã âm thầm cuộn lại. Xe lao vun vút, chẳng mấy chốc ngôi biệt thự trong trí nhớ của Phượng đã hiện ra sừng sững. Ngôi biệt thự này ngày trước cô đã tới vô số lần, nhưng nơi này giống như cấm địa, không thể nào bước vào trong. Bé Nhật đang ở trong đó có đúng không? Con của cô đang ở trong đó có phải không? Quân xuống xe, bỗng dưng thân mật nắm lấy tay của cô kéo vào nhà. Một lát nữa, cho dù có ai nói gì em cũng đừng có hoảng sợ nhé.
Có tôi ở bên cạnh rồi. Em hiểu không? Em không cần nói gì hết. Cứ để tôi. Em phải nghe theo tôi. Dạ vâng ạ. Quân kéo Phượng đi vào trong. Bà Bình sau khi nhìn thấy Phượng thì nhìn cô chằm chằm, dường như là đang cố nhớ lại cái gì đó. Sự thắc mắc xuất hiện rõ rệt. Còn Quân thì nắm chặt tay của Phượng. Bà ta nhìn thấy như vậy lại càng ngạc nhiên hơn. Trên bàn, bố Quân và Mi Vân và bé Nhật đang chuẩn bị dùng bữa. Đặt chân vào phòng khách, hai chân của Phượng run lên lẩy bẩy. Cô đỏ mắt nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé kia. Trong mắt của cô chỉ có duy nhất hình bóng của con. Ba người ngồi trên bàn cũng đồng thời nhìn lên Quân và Phượng đang đi tới. Trên mặt mỗi người là một biểu cảm khác nhau. Người nói đầu tiên là Mi Vân. Cô ta bật dậy, không ngờ Quân lại mang Phượng về tận đây. Cô... Quân, chuyện gì thế này? Quân nhìn bố của mình và tuyên bố. Đây là bạn gái của con. Bố Quân đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt của Phượng khi mà cô ta đang rớm rớm nước mắt. Cô, mau cút ra khỏi đây. Phượng dường như không nghe. Cô giật tay khỏi tay của Quân, sau đó sải bước đi tới ôm chầm lấy bé Nhật. Lúc đó bé Nhật cũng đang ngơ ngác. Nhật ơi, cuối cùng mẹ cũng gặp được con rồi. Cả phòng khách lúc này yên lặng đến đáng sợ. Người ngạc nhiên nhất là Quân và Mi Vân. Nhìn Phượng khóc thút thít ôm con mà người sững lại như hóa thạch. Bố Quân thì sắc mặt khó coi, quát lớn. Bà Bình đâu? Bà Bình đâu? Mang thằng bé vào phòng. Phượng nghe vậy liền hoảng sợ ôm chặt lấy thằng bé Nhật, đứng vụt dậy, sau đó chạy ào ra cửa. Nhưng đã bị bà Bình chặn lại. Bà ta cố giằng bé Nhật khỏi tay của Phượng. Mặt Phượng bị bà ta cào cấu tùm lum. Bà giằng được bé Nhật khỏi tay của Phượng, đẩy cô đụng vào cánh cửa. Trên trán lập tức xuất hiện một vết xước rỉ máu. Bé Nhật bị bế vào phòng khóa chặt lại, tiếng cu cậu khóc thét lên. Mẹ ơi! Mẹ! Phượng phát điên, lao tới đập cửa liên tục, nhưng cánh cửa không thể nào mở ra. Cô tuyệt vọng nhào tới chỗ bố của Quân, quỳ sụp xuống và van lạy. Tôi xin ông trả con cho tôi chỉ muốn gặp nó một chút thôi. Tôi rất nhớ nó. Ông bắt nó đi, 3 năm nay rồi, ông làm ơn, ông rủ lòng thương. Tôi xin ông, tôi lạy ông, tôi dập đầu lạy ông. Phượng liên tục đập đầu xuống. Tiếng bé Nhật khóc trong phòng càng khiến cho cô điên cuồng mà đập đầu đến mức túa máu. Quân đứng chứng kiến nãy giờ, chợt hiểu được đôi chút. Anh nhìn Phượng khóc rồi đến sắc mặt lạnh lùng của bố thì chỉ thấy nực cười. Đúng là rất nực cười. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Anh thấy mình bị lừa, bị bố lừa, bị người đàn bà kia lừa như một thằng ngốc chính hiệu. Mặc kệ cho Phượng gào khóc van xin như thế nào, cô vẫn bị lôi ra khỏi biệt thự. Và người tuyệt tình kéo cô chính là Quân. Anh tống cô vào trong xe, lái đi như vũ bão. Phượng ngồi trên xe thì khóc không ngừng. Xe về tới nơi, Quân mới lạnh giọng quát. Xuống xe! Lúc này Phượng đã ngừng khóc. Thấy Quân đi ra khỏi xe mở cửa chạy xe, thì cô mới chạy tới túm áo của Quân, cầu xin trong hoảng loạn. Em xin anh cho em gặp con được không? Cho em gặp nó một chút được không? Em xin anh, em lạy anh. Quân hất tay của cô ra, cái cảm giác bị lừa dối bao trùm, anh mới lạnh tanh lên tiếng. Cô muốn cầu xin tôi chứ gì? Vậy thì cô trả lời câu hỏi của tôi sẽ cho cô gặp nó. Anh hỏi em đi, em sẽ trả lời. Em chỉ cần anh cho em gặp nó. Quân khoanh tay, giọng của anh vang lên không khác gì băng tuyết nơi Bắc Cực. Thằng bé đó là con của cô sao? Vâng ạ, đó là con của em. Đứa con mà chồng cô nói không phải là con của hắn, là thằng bé Nhật này sao? Dạ vâng ạ. Phượng trả lời như một cái máy. Nó là con của tôi sao? Vâng. Phượng giật mình ngước mắt lên nhìn Quân. Quân bỗng bật cười ha hả. Tôi có đứa con 9 tuổi.
cô ngủ với tôi từ khi nào? Tại sao tôi lại không biết? Phượng ngập ngừng một lát, cuối cùng cũng cắn răng và kể lại. Ngày trước, em bị cậu ruột bán cho một người đàn ông. Em cứ nghĩ, nó là con của chồng em. Em không ngờ. Vậy người đàn ông mà cô nói, là tôi sao? Vâng. 3 năm trước con em bị bệnh máu trắng. Em đã ôm nó từ quê ra đây để tìm kiếm anh. Em muốn anh cứu lấy con. Em đã đến biệt thự tìm anh vô số lần, nhưng đều bị đuổi đi. Em không biết anh là ai. Sau đó em đã gặp bố của anh. Ông ấy tìm người hiến tủy cứu con của em. Nhưng mà ông ấy lại bắt con em đi. Em đã xa nó 3 năm rồi. Em xin anh đấy. Em xin anh cho em gặp con đi. Quân nhìn Phượng khóc lóc thảm thiết, tìm bỗng dừng nghẹn lại. Anh không nghĩ mình lại đau lòng. Anh đột nhiên nhớ lại những lời Bảo đã từng nói với anh lúc ở quán bar ngày trước. Anh từng ngủ với một người đàn bà có chồng, đúng vào cái ngày mà My Vân cưới bố của anh. Như vậy có nghĩa cô đột ngột bỏ đi. Nguyên nhân là như thế này. Cô biết tôi là bố thằng bé, đúng không? Sau khi bố anh đem con đi, em đã vô tình biết được anh chính là Phạm Thiên Khánh. Thế tại sao? Tại sao cô không nói cho tôi biết? Tại sao cô lại âm thầm bỏ đi? Bởi vì khi đấy, chúng ta chỉ là quan hệ trao đổi tỉnh tiền và... Phượng khựng lại. Cô không thể để anh biết sự có mặt của bé Mít. Chỉ bởi vì... Vì cái gì? Và cái gì? Cô nói đi. Bây giờ tôi và cô là quan hệ gì? Em... Cô thừa biết tôi chính là bố của con cô. Nhưng sau khi gặp lại, cô lại đột nhiên muốn tôi bao nuôi cô. Cô muốn lợi dụng tôi để vào nhà tôi gặp nó. Đúng là cô muốn lợi dụng tôi rồi. Anh nhấn mạnh cái câu lợi dụng như muốn thể hiện cái sự phẫn nộ tột cùng. Anh là nhân vật chính trong cái chuyện hoang đường này, nhưng lại giống như một thằng ngốc không biết gì. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cô xem tôi như một thằng ngu, để cô lợi dụng tôi. Nếu cô chịu nói sự thật cho tôi biết, thì đã không đến nông nỗi này. Cô có biết không? Cuộc đời này, tôi hận nhất là bị người khác lừa dối. Đặc biệt là đàn bà. Phượng thấy Quân muốn đi, thì cô vội vàng ôm chân của anh lại, tuyệt vọng cầu xin anh. Em không cố ý lừa dối. Chỉ là em nghĩ anh chỉ xem em là tình nhân để vui đùa, nên em không dám nói với anh. Anh cho em gặp con em cũng được không? Em cầu xin anh đấy. Quân mặc cô nức nở cầu xin, gạt chân của cô, sau đó phóng xe lùi đi. Anh chưa thể tiếp nhận được cái sự thật này. Cô cư nhiên lại chính là người đàn bà đã lên giường cùng với anh năm đó, còn sinh cho anh một đứa con trai. Anh không thể chấp nhận được. Phượng ngồi sụp trên đất, khóc nức nghẹn. Cô mới gào thét. Quân hùng hồ gần như xông về biệt thự chính. Bố Quân bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế và đợi anh, giống như là ông biết chắc chắn anh sẽ nhanh chóng quay trở lại. Quả đúng như vậy, Quân đùng đùng tông cửa phòng đi vào, nói cộc lốc. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện. Bố Quân không trả lời câu hỏi của anh, mà nói như thế này. Chấm dứt với người đàn bà đó đi. Hai mắt của Quân đỏ ngầu, anh hung hăng đấm mạnh vào tường bên cạnh, gần như là nghiến răng rồi rít lên. Bố làm ơn, nói cho tôi biết mọi chuyện đi. Tôi xin bố đấy. Cô ta không hợp với con. 3 năm trước, là bố bắt con của cô ấy sao? Là bố cứu thằng bé, bố tìm người huyến tủy cho nó. Bố không bao giờ để cho thằng bé ở bên một người mẹ như cô ta. Bố làm như vậy là đã cướp con khỏi người mẹ đấy rồi. Bố có biết không? Bố không làm gì sai. Thằng bé ở đây được ăn sung mặc sướng. Vậy bố có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô ta? Vì sao bố lừa tôi? Tại sao lại giấu tôi? Tôi hỏi bố là tại sao? Con đến đây để chất vấn bố đấy à? Con vì người đàn bà không ra gì mà chất vấn bố sao? Vậy bố có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi? À không, chắc là không đâu nhỉ.
Nếu không thì mẹ tôi cũng chẳng thể nào mà chết như vậy. Khánh, ông đừng có gọi tôi như thế. Từ lâu tôi đã đổi tên rồi. Ông có biết không, từ lúc ông cưới vợ mới, chính là kể từ lúc đấy đấy. Bố không cố ý. Mẹ con, bà ấy bị bố bỏ mặc, chết trong cô quạnh. Bố kiếm tiền nhiều để làm gì? Mẹ kiếp, tại sao tôi lại là con trai của ông chứ? Khánh, tôi sẽ không bao giờ để cho ông kiểm soát cuộc đời của tôi. Ông hãy nhớ kỹ cho tôi. Quần đùng đùng đi sang phòng bên cạnh để kiếm bé Nhật, nhưng thằng bé đã không thấy đây nữa. Bà Bình đâu? Dạ, cậu gọi tôi. Thằng bé đâu? Vừa rồi con ngủ trong phòng, chắc là nghịch cái gì đấy ngoài vườn à, để tôi đi kiếm. Bà Bình kiếm một vòng cũng không thấy bé Nhật đâu, tìm khắp trong phòng cũng không thấy, ngay cả bà chủ cũng không thấy luôn. Quân nghĩ đến My Vân, đồng thời không thấy thì hiểu ra một điều gì đó. Anh nghiến răng chửi thề một tiếng, sau đó bỏ chạy ra ngoài. Phượng khóc mệt rồi thì trở nên ngơ ngẩn, giống như một người mất hồn. Một đôi giày cao gót màu đỏ chót xuất hiện trước mặt cô. Phượng nhìn lên thì phát hiện My Vân đã tìm đến từ bao giờ. Cô ta mới lên tiếng. Chắc là cô muốn gặp thằng bé lắm đúng không? Tôi sẽ cho cô gặp nó. Phượng nghe nói được gặp con thì đứng vụt dậy, bấu víu lấy tay của cô ta. Cô nói thật chứ? Tôi sẽ được gặp nó chứ? Thật. Cô nhìn bên kia xem. Phượng theo hướng chỉ tay của My Vân thì nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen đỗ bên ngoài. Qua ánh sáng mờ mờ, Phượng nhìn thấy bé Nhật đang ngủ trên đó. Cô mừng quá định chạy tới, nhưng lại bị My Vân ngăn lại. Tôi sẽ cho con và cô đoàn tụ với nhau, nhưng cô phải làm theo yêu cầu của tôi. Được, cô nói đi. Cô đưa nó đi. Hai mẹ con của cô phải đi khỏi đây, đi đến chỗ nào đó thật xa. Tốt nhất đừng có để Thiên Khánh biết được. Vĩnh viễn đừng để anh ấy tìm hiểu được việc gì. Nếu như cô dám không nghe lời tôi có rất nhiều cách để bắt con của cô đi một lần nữa. Được, tôi đảm bảo với cô, tôi hứa. My Vân nhếch miệng cười, cô ta nhanh chóng bỏ đi. Phượng vội vã ôm bé Nhật đang ngủ say trốn khỏi biệt thự của Quân. Cô ôm con bắt taxi ra thẳng bến xe, bắt chuyến xe đi miền Nam sớm nhất. Quân trở về nhìn ngôi biệt thự trống không thì gân xanh của anh nổi đầy mặt, phẫn nộ gầm gừ. Chết tiệt! Người đàn bà chết tiệt! Cô dám trốn tôi ư? Sáng ngày hôm sau, bà Bình dọn ra một bàn đầy thức ăn. My Vân ngồi trên bàn, lén quan sát sắc mặt của bố Quân. Trong lòng cô ta hơi lo lắng. Bố Quân ngoài mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, lại càng làm cho cô ta cảm thấy bất an. Một hồi sau, là bố Quân cuối cùng cũng lên tiếng. Là em mang thằng bé đi, có đúng không? Sao anh lại nói thế? Em có biết cái gì đâu à? Đừng có tưởng là trước giờ tôi dễ dãi với em, thì em muốn làm gì cũng được. Tôi tuy không nói, nhưng mà tôi biết những gì em làm. Tôi không nói là đang cho em cơ hội quay đầu, toàn tâm toàn ý làm vợ của tôi. My Vân ôm má khóc tức tưởi. Cô ta không ngờ bố của Quân lại ra tay tát cho cô một cái. My Vân cúi mặt, trong đầu thầm toan tính điều gì đó. Cũng tại cái thời điểm này, Quân đã có mặt ở sân bay Nội Bài. Anh đi chuyến bay sớm nhất vào miền Nam để đợi Phượng. Anh chắc chắn cô đã đưa thằng bé vào trong đó. Ngược lại, Phượng cùng với bé Nhật đi xe khách nên phải mất 2 ngày 2 đêm mới vào tới nơi. Xuống bến xe, bé Nhật có vẻ mệt. Nó biết mẹ nó mệt nên hai mẹ con dắt tay nhau ra bắt xe ôm về đến phòng trọ. Cái Liên đang cho bé Mít ăn cháo buổi sáng thì Phượng cùng với bé Nhật đột ngột về tới. Không để cái Liên hỏi câu nào, Phượng tức tốc nói. Liên ơi, mau mau, mày giúp tao bế bé Mít. Tao giải thích với mày sau, nhanh lên. Cái Liên bị cô làm cho hoảng hốt, liền tức tốc ôm bé Mít chạy theo Phượng ra một chiếc xe taxi mà cô đã gọi sẵn. Sau khi để hai mẹ con ngồi yên trên xe,
Phượng chạy nhanh vào trong phòng thu dọn thêm ít đồ dùng để mang đi. Không ngờ lúc quay trở lại liền rụng rời tay chân khi mà nhìn thấy Quân không khác gì ma quỷ đột ngột xuất hiện. Anh đứng lù lù một đống trước cửa phòng trọ thấp lè tè của cô. Anh... Quân không nói không rằng. Đi tới, giật túi đồ trên tay của Phượng, vứt mạnh xuống đất. Sau đó tóm chặt lấy tay của cô. Cô đi theo tôi. Không, anh bỏ tôi ra, tôi không đi. Cô lại muốn trốn tránh tôi. Đừng hòng, tôi không cho cô đi. Tôi không đi cùng với anh đâu, không đời nào. Quân mặc kệ cho Phượng gào thét, dứt khoát kéo cô đi cùng với mình. Đang giằng co, đột nhiên Quân thấy nhói nhói ở chân. Cúi xuống thì nhìn thấy một con bé mặc áo hoa đỏ đang ôm đùi mình cắn. Cùng lúc đó vang lên tiếng quát của cái Liên. Anh bỏ bạn tôi ra. Con bé sau đó nhà đùi của Quân, chu chu môi nói. Người xấu, người xấu. Cái giọng bập bẹ của nó làm cho Quân ngây người quan sát. Nhìn mặt của nó, Quân chấn động. Cái Liên cùng lúc đi tới, đẩy mạnh Quân ra và nói với Phượng. Đi thôi. Quân sực tỉnh, tóm tay của Phượng. Cái Liên hùng hăng trợn mắt nhìn Quân. Này tên kia, nhìn mặt mũi sáng sủa đẹp trai, mà tại sao hành xử kém như thế hả? Anh định ức hiếp phụ nữ, anh để cho bạn tôi yên. Chuyện giữa tôi và cô ấy, cô không có quyền lên tiếng. Cái Liên nghe đến câu này thì hoàn toàn bị chọc giận. Nó đột ngột xông tới, bất ngờ cho Quân một cú đấm vào mặt. Giọng của nó rít lên. Anh vừa nói cái gì? Tôi không có quyền á? Cái loại như anh đúng là khốn nạn. Mẹ kiếp, mày ngủ với bạn tao làm cho nó có bầu, bị gia đình chồng đánh đập, con của nó bị bệnh nặng, cần mày cứu giúp. Thì lúc đó, anh ở đâu? Anh làm gì? Bố anh cứu con nó, rồi cướp con của nó, thì có khác nào là giết nó không? Vậy mà nó lại một lần nữa có thai con của anh. Nếu nó không mang thai, thì chắc là nó chết rồi. Nó không sống đến tận bây giờ đâu. Lúc nó một mình lưu lạc vào đây, bụng mang dạ chửa, phải đi rửa bát đi phụ hồ để kiếm tiền ăn. Tôi hỏi anh, lúc đó anh đang ở đâu? Nó với cứ bụng bầu một mình trong căn phòng trọ ẩm ướt bốc mùi, khóc cạn nước mắt vì nhớ con, vì đói khát. Lúc đó, anh chết ở đâu? Trong 2 năm qua tôi là người bên cạnh nó, bầu bạn an ủi nó. Lúc nó sinh ở bệnh viện, thiếu thốn đủ thứ, cũng là tôi chạy ngược chạy xuôi lo cho nó. Nói đến quyền ấy, hay là tư cách ấy, tôi mới là người có. Còn anh, không đáng mặt đàn ông. Anh nhìn đi, nó khổ như vậy, nhưng mà vẫn sinh cho anh 2 đứa con. Tự dưng được 2 đứa con mà không mất cái gì. Mẹ kiếp, tôi cũng muốn làm đàn ông. Phượng lúc này mới lay lay cái Liên. Thôi, Liên, mày đừng nói nữa. Dù sao cũng qua rồi. Qua rồi thì càng phải nói. Không nói à, hắn lại nghĩ là mày sung sướng lắm. Cái Liên nói một hơi không ngừng. Xem ra nó thật sự là tức giận. Nó quát Phượng rõ to. Còn mày đấy, không việc gì phải đi đâu hết. Mày có làm gì đâu mà phải trốn. Mày mắc nợ nó à? Hay là nó nợ mày? Nghe rõ chưa? Bây giờ mày quay vào, mày không phải đi đâu hết. Còn mẹ nhà mày. Cái Liên đùng đùng bế bé mít và lôi cả bé Nhật đang đứng gần đó đi trở lại phòng. Sau đó nó lại quát Phượng. Mày cũng vào đi, mày đứng ngoài này làm gì? Phượng không nhìn Quân nữa, lặng lẽ lau nước mắt quay về phòng, đóng cửa lại. Chỉ còn lại mình Quân vẫn chưa hết bàng hoàng. Lời nói của cái Liên vừa rồi cứ lờn vờn trong đầu của anh. Trái tim của anh xuất hiện sự bi thương đến tột cùng. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao chứ? 3 năm trước cô ấy lại mang thai. Ngực của anh nghẹn lại, dường như không thể thở được. Ánh mắt ngay giây phút này tràn ngập sự đau xót cùng với sự hối hận. Khóe mắt của anh vô thức rỉ ra một chút nước. Chỉ một chút thôi. Chiều Sài Gòn hôm đó mưa như chút. Cái Liền chạy từ bên ngoài vào, trên người bị mưa tạt không ít. Nó mới lòng bảo. Ôi giời ơi, mưa gì mà lớn thế này. Lúc đó Phượng vừa tắm xong, bé Mít cùng với anh trai nó rất nhanh làm thân với nhau, chơi rúc rích trong một góc phòng.
Cái Liên ngồi nhìn hai anh em nó mà vui không nói nên lời. Thật đúng là sao đẻ hai đứa mà chả đứa nào giống đứa nào thế này. Mày nhìn đi, con Mít ấy thì giống cha nó như tạc, còn thằng lớn thì giống ai? Chắc là giống ông bà nội nó à? Phượng cười trừ không nói gì. Cái Liên nó lại tiếp tục nói. Mẹ nó chứ, sướng cho lắm vào, bây giờ lại bày đặt hối lỗi. Dù anh ta có dầm mưa đến chết ấy, thì mày cũng đừng bao giờ tha thứ cho hắn. Mày vừa nói cái gì cơ Liên? Anh ấy dầm mưa á? Chứ làm sao? Đang đứng bên ngoài kia kìa. Cứ tưởng làm như vậy là hết tội lỗi chắc. Phượng thấy bồn chồn trong người. Suy cho cùng, Quân cũng là người không biết điều gì. Đêm xuống, mưa vẫn không tạnh mà vẫn rớt rất to. Phượng cho con ngủ rồi mang ô đi ra khỏi phòng. Cơn lạnh ập đến, cô đi co ro dưới tán ô, đưa mắt tìm kiếm xem Quân còn ở đó không. Nhìn mãi cô mới phát hiện, Quân cả người ướt đẫm. Hạt mưa vô tình cứ thế rơi xuống thân thể của anh không ngừng. Nhưng anh vẫn không có phản ứng gì, cứ đứng chờ tại chỗ. Cô mới chậm chậm đi tới, hét lớn trong mưa. Anh đi về đi, mưa lớn thế này, anh đổ bệnh mất. Quân dường như không nghe cô nói, vẫn không nhúc nhích. Mưa cứ rơi mãi, cô cứ đứng dưới tán ô nhìn anh, không biết phải làm gì cho đúng. Cô biết phải làm gì đây? Cô và anh vốn không thể ở bên nhau. Anh có gia đình của anh, cô có con của cô. Mưa lộp bộp lạnh lẽo, đồng thời cõi lòng hai con người đang đứng dưới mưa ấy cũng lạnh như băng tuyết. Mấy ngày liên tiếp, tối nào Quân cũng đứng bên ngoài hẻm trọ. Anh không nói năng gì, cũng không có hành động gì khác. Anh cứ đứng như vậy suốt cả đêm. Trên tay là điếu thuốc không bao giờ tắt, giống như anh đang dùng cái hành động để thể hiện sự hối lỗi của mình. Anh muốn xin lỗi cô. Cô cố gắng không chú ý đến Quân, nhưng trong tim lại vô tình xuất hiện những cơn đau âm ỉ. Ban ngày, Cái Liên vẫn ra ngoài tìm kiếm công việc phù hợp. Phượng một mình với hai đứa con, thỉnh thoảng ánh mắt của cô lại liếc ra bên ngoài. Nhìn thấy Quân, cô lại buồn bã. Trong một lần đem rác đi đổ, Phượng bắt gặp một cảnh tượng mà cô không thể ngờ đến. Bé Mít, tay cầm một bịch bim bim đang ăn giờ, nó tròn mắt đi tới chỗ Quân, quan sát anh, sau đó chìa gói bim bim cho Quân, ý muốn là anh hãy ăn chúng. Trong đôi mắt của Quân xuất hiện một sự xúc động trước nay chưa từng có. Anh lóng ngóng nhận lấy gói bim bim từ đôi tay nhỏ bé của con, tay kia vuốt tóc cho nó. Khoảnh khắc chạm vào mái tóc mềm mượt như tơ ấy, Quân thấy thật kỳ diệu. Nó là con gái của anh, nó giống anh như một bản sao vậy. Thật là kỳ diệu vô cùng. Bé Mít mới nhoẻn miệng cười, sau đó rồi chạy biến đi. Còn Phượng, cô đứng nép một bên, nhìn Quân vẫn còn đang trơ ra như phỗng, đột nhiên cô hơi rối rắm. Thời tiết Sài Gòn đang vào giữa tháng 6, chiều tối lại mưa dày đặc. Hôm nay Cái Liên về muộn, nó về đến đầu hẻm thì mưa lại trút xuống như thác nước chảy xiết. Vào đến phòng, giọng nó lại lầm bầm. Mưa cái gì mà mưa hoài, chán thật đấy. Mưa như thế này, bao giờ mới xin được việc? Giờ xin việc gì làm, cũng khó nữa. Mày thay quần áo đi rồi ăn cơm. Hôm nay có món tôm diêm mày thích đấy. Nhật và Mít đâu, qua đây ăn cơm nào. Hai anh em chúng nó ngoan ngoãn ngồi gọn xuống và ăn cơm. Vừa ăn, Phượng mới vừa hỏi han. Sao thế? Xin việc khó quá à? Ừ, buồn quá. Chắc là tao sắp đói nhăn răng rồi. Hay là mày thử sang quận khác xem, xin có được không? Chắc là phải vậy rồi. Ăn uống xong xuôi, Phượng cho hai con đi ngủ. Cái Liên đi ra ngoài đóng cửa. Nó nhìn bên ngoài một lúc, sau đó đi vào thở dài. Mưa thế này mà tên kia vẫn đứng ngoài mày à? Hay là mày ra mày xem thử đi. Mấy đêm rồi, anh ta cứ đứng như thế. Con vật còn không chịu được. Nói gì con người? Không nên mày à. Tao phải cứng rắn. Tao không thể mềm lòng được. Tao không muốn liên quan đến người đàn ông đấy nữa. Phượng, mày nói thật đấy à?
Nhưng mà mày với anh ta có những hai đứa con với nhau rồi. Mày không nghĩ đến việc con của mày sau này cần có một gia đình sao? Phượng muốn chứ. Nhưng mà có thể sao? Tao và anh ấy vốn không thể mà. Mày biết gia đình anh ấy thế nào mà. Với lại, Quân không yêu tao. Cái Liên thở dài rồi nằm xuống ngủ, không nói năng gì nữa. Đêm đó mưa đã tạnh, chỉ còn rải rích. Phượng mới chằn chọc không ngủ được. Đến nửa đêm, cô mới lén lật chăn mở cửa phòng, đầu ló ra ngoài. Khi nhìn thấy ánh sáng đỏ phát ra từ điếu thuốc lá trong đêm, Phượng không chịu nổi nữa mà chạy ra. Cô nhìn Quân vẫn đang ngồi đó, có chút gì đó xót xa. Anh đi về đi. Anh ngồi như vậy để làm gì? Quân không trả lời, lặng lẽ đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi. Chồng anh thật là cô đơn biết nhường nào. Những chuyện trước đây, hãy cho qua đi có được không? Dù thế nào, cũng đã xảy ra rồi. Tôi không muốn nhớ lại nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc con của tôi. Tôi không bắt anh phải có trách nhiệm. Anh hãy cứ như trước, anh hãy sống cuộc sống bình thường của anh. Chỉ cần bố anh đừng bắt con tôi là được. Giữa chúng ta vốn chỉ là quan hệ tình nhân. Anh nên sớm quay về đi. Thân người của Quân thoáng run lên. Vì trời quá tối nên Phượng không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Cô nói rõ ràng rồi quay người đi vào trong khóa cửa lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Sau đêm ấy, Quân không xuất hiện nữa. Phượng tự nhủ với lòng mình như vậy là quá tốt. Nhưng tại sao lại có cái cảm giác mất mát khó hiểu? Cô không muốn suy nghĩ nhiều, vậy mà khuôn mặt của Quân lại cứ lờn vờn trong đầu của cô không ngừng. Cả ngày chăm con, cô thường hay lơ đễnh và không tập trung. Tình trạng đó kéo dài cho đến vào một buổi tối của 3 ngày sau. Cái Liên ngồi trước bậc cửa ăn dưa leo. Nó vừa ăn vừa nói. Xem ra cái tên kia đúng là đã đi thật rồi. Vậy thì tốt chứ làm sao? Đúng là đàn ông. Một chút khó khăn cũng chịu không được. Thì lấy cái tư cách gì mà yêu con nhà người ta? Uổng công, mình đã có lúc đồng cảm với hắn. Phượng vừa định lên tiếng thì điện thoại di động của cô vang lên. Gọi đến là một số lạ. Alo, ai vậy à? Một giọng nữ vang lên mềm mỏng. Chị ơi, chị cho em hỏi, chị có biết anh Phạm Thiên Khánh không ạ? Phượng nghe nói đến tên của Quân thì ngập ngừng nói. Tôi có biết, nhưng có chuyện gì thế ạ? Chị là dì của anh Khánh? Tôi là bạn của anh ấy. Có gì không ạ? Chúng tôi gọi cho chị từ khách sạn Hoàng Anh. Phiền chị có thể đến chỗ chúng tôi một lúc được không ạ? Dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng tay của Phượng đột nhiên run rẩy. 30 phút sau, Phượng có mặt ở khách sạn. Cô nhân viên lễ tân xinh đẹp dẫn Phượng lên trước một phòng rồi nói với cô. Xin chị vào khuyên dụ bạn của chị giúp chúng tôi có được không ạ? Tại sao thế? Anh ấy có chuyện gì sao? Dạ thưa chị, chuyện là anh ấy có thuê phòng chỗ chúng tôi cách đây mấy ngày trước. Hôm qua nhân viên phát hiện anh ấy không ổn lắm. Nhưng mà anh ấy nhất quyết không tới bệnh viện, cũng không cho ai can thiệp. Chúng tôi hết cách mới phải gọi chị, vì trong điện thoại anh ấy chỉ lưu mỗi một số của chị thôi ạ. Phượng nghe đến đó thì sắc mặt thay đổi, trở nên hoảng hốt. Anh ấy bị làm sao? Chị vào khuyên anh ấy giúp bọn em với. Nhân viên dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra. Khi Phượng đặt chân vào trong, cô bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây người. Trong phòng rất sạch sẽ, chỉ là Quân nằm trên giường. Trên người của anh chỉ quấn khăn tắm, để lộ thân trần. Hai mắt của anh nhắm nghiền, sắc mặt thì tái nhợt, đôi môi khô khốc như bị thiếu nước lâu ngày. Người đàn ông này, vì sao lại thành bộ dạng như vậy chứ? Phượng đau lòng đi tới bên giường, đưa tay sờ trán của Quân. Trán của anh nóng bừng, cả người của anh cũng nóng bỏng, khiến cho cô rụt tay lại. Cô hoảng hốt, vội vàng lay gọi Quân. Anh Quân, anh Quân, anh tỉnh lại đi. Đôi mắt của Quân hé mở, anh mơ màng nhìn cô rồi lại nhắm mắt lại.
Tuy ốm, nhưng mà giọng của anh vẫn đáng ghét như thường. Đi ra ngoài. Tôi bảo rồi, tôi không đi bệnh viện. Tôi còn chưa chết được đâu. Vậy gần chết mới chịu đi bệnh viện sao? Đúng là cứng đầu hết sức. Phượng nghĩ như vậy, nhưng không nói gì nữa, mà đưa tay nắm lấy tay của Quân, muốn vực anh dậy. Cả người của Quân nặng trình trịch như chì. Phượng mất thăng bằng, nhào gọn xuống ngực của anh, bị hơi nóng từ người anh truyền sang. Mặt của cô nóng ran. Đang định chống tay ngồi dậy thì bất ngờ có một vòng tay ôm chặt lấy cô. Phượng im như phỗng, nghe giọng của Quân nho nhỏ vang lên. 5 phút thôi, nằm yên 5 phút được không? Anh đang bị sốt đấy, tôi đưa anh đi bệnh viện nhé. Sao em lại tới đây? Em lo cho tôi à? Là tôi bị gọi tới, tôi không muốn tới đâu. Anh bỏ tôi ra đi, tôi đưa anh đi bệnh viện nhé, có được không? Không đi. Không đi làm sao được, người anh đang nóng như lửa thế này. Hay để tôi lấy nước, tôi chườm cho anh nhé. Quân không trả lời, mũi vẫn thở ra đều đều, chỉ là hơi thở nóng khủng khiếp. Tay của anh nới lỏng ra, Phượng bèn ngồi dậy đi xuống gặp Lễ Tân xin nước nóng. Trong lúc lấy, cô tranh thủ gọi cho cái Liên. Liên ơi, mày trông giùm giúp tao 2 đứa bé nhé. Tao có việc sẽ về muộn đấy. Có cái gì, tao nói cho mày biết sau. Tắt máy, Phượng xách phích nước nóng lên phòng. Cô cho vào chậu nhỏ, rồi dùng khăn nhúng nước nóng lau mặt và lau người cho Quân. Cơ thể của Quân rất đẹp. Múi trên cơ bụng rất rõ ràng và săn chắc. Anh so với mấy người mẫu nam thường xuất hiện trên TV không khác là bao. Nhìn vào đó, mặt của Phượng đỏ dần dần. Cô thầm mắng mình cố không suy nghĩ nữa, chuyên tâm lau người cho anh. Một hồi sau thì nhân viên khách sạn mang thuốc hạ sốt tới. Phượng cầm lấy thuốc, sau đó lai gọi Quân. Anh Quân ơi, anh tỉnh đi, dậy uống thuốc rồi ngủ này. Quân mơ màng mở hé mắt rồi nói. Không uống. Anh bệnh, anh phải uống thuốc chứ. Anh uống rồi anh ngủ một giấc, tôi còn phải đi về. Thích về thì về đi, tôi đâu có khiến em quan tâm tôi. Nói xong anh chờ mình nằm nghiêng, không thèm nói thêm nữa. Cô thì hết nói nổi, cô có lòng muốn tốt cho anh tức giận cái gì chứ. Sau đó Phượng ngồi xuống một bên giường. Anh đừng có trẻ con nữa. Anh nghe lời tôi có được không? Không nghe. Thế bây giờ anh không uống thì phải làm sao đây? Tôi xin lỗi. Phượng ngây người, không còn cách nào khác. Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi em. Lúc này Phượng mới quay mặt đi và nói nhỏ. Không sao, chuyện cũng qua rồi. Đừng nhắc lại nữa có được không? Nhưng tại sao em lại giấu tôi? Tôi đã nói rồi là anh đừng có nhắc lại mà. Quân quay qua nhìn cô, trên mặt hiện rõ sự dằn vặt và dày xéo. 3 năm qua, tôi đã từng điên cuồng đi tìm em. Vì sao? Anh tìm cô hư? Vì cái gì? Vì cô tự ý bỏ đi, nên anh rất tức giận và muốn tìm cô. Vì số tiền anh bỏ ra sao? Quân khổ sở, sự chật vật càng hiện lên rõ rệt. Miệng của anh nhếch lên, cười tự giễu. Tôi từng nghĩ, tôi tìm em vì em khiến cho tôi tức giận. Tôi rất ghét bị đàn bà lừa dối. Tôi đã đi tìm em. 3 năm qua tôi luôn nghĩ đến em. Anh nhớ đến tôi. Chúng ta chỉ là một giao dịch. Anh uống thuốc đi. Tôi đi về đây. Phượng dứt khoát đứng lên và không quan tâm đến Quân nữa. Lúc ra tới cổng khách sạn, trời lại bắt đầu đổ mưa trở lại. Đã thế, lại có xu hướng ngày càng to hơn. Vừa đưa tay che đầu quay lại chạy vào trong khách sạn trú mưa. Đứng dưới sảnh khách sạn, Phượng im lặng nhìn từng hạt mưa rơi, mà đầu không tự chủ lại nghĩ đến Quân. Mưa như vậy, anh lại đang bị sốt. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Phượng đầu hàng với chính mình. Cô chạy ngược lên tầng khách sạn, đẩy cửa bước vào trong. Lúc này Quân đã dậy khỏi giường. Anh phờ phạc đứng trên ban công nhìn ra ngoài màn mưa. Thấy cô bước vào, anh quay lại nhìn cô. Ánh mắt có chứa chất rất nhiều cảm xúc, yêu thương, giận hờn.
Giọng của anh vẫn lạnh như cơn mưa ngoài kia. Em quay lại làm gì? Em đi về đi. Phượng không muốn anh biết tâm tư của cô. Tôi bị dính mưa. Với lại tôi nghĩ mình không nên bỏ mặc anh khi mà anh đang bị bệnh. Tôi không làm sao hết. Tôi không cần em phải chăm sóc. Em nghe rõ chưa? Quần tức giận, nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Cô nhất quyết chấm dứt với anh, thì còn quay lại làm gì cơ chứ? Phượng câm nín nhìn anh bực tức, cô đi chậm chậm tới cạnh tủ đầu giường, nhìn thuốc còn nguyên si. Anh còn chưa uống thuốc sao? Quần quay phát lại, sải mấy bước tới trước mặt cô, nghiến răng vào nói. Em đi về đi, tôi không cần em quan tâm đến tôi, có hiểu không? Nhưng mà tôi không bỏ mặc anh được. Em... Quần bị cô làm cho tức chết. Anh không biết phải làm gì. Đột nhiên anh tóm chặt bờ vai của cô, cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên môi của cô, vừa hôn vừa đẩy cô về phía giường. Cả hai đã ngả lên giường. Cả người của Phượng bị cơ thể nóng rực của Quân đè nặng lên. Cô chống tay lên bờ ngực trần của anh và kêu lên. Anh đang bị sốt đấy. Anh... Tôi không quan tâm. Tại sao em quay trở lại? Em muốn tôi phải làm gì với em đây? Em nói đi. Tôi không muốn. Tôi không muốn gì hết. Tôi chỉ muốn giúp anh. Em muốn cắt đứt với tôi, nhưng em lại tỏ ra quan tâm tôi sao? Em biết là tôi nghĩ như thế nào không? Hả? Người khác tôi cũng sẽ như vậy. Hai mắt của Quân vằn lên những tia máu đỏ. Có lẽ anh đã quá mệt. Nghe cô nói như vậy thì cười cười thật là khó coi. Vậy sao? Anh bỏ tôi ra đi, tôi lấy thuốc cho anh. Cuối cùng thì Quân thỏa hiệp, anh gục sang một bên. Phượng bật dậy từ trên giường, lấy túi thuốc đưa cho anh. Anh uống thuốc đi, sẽ đỡ khó chịu hơn. Sáng mai anh nên đi khám xem thế nào. Anh Quân này. Anh Quân. Tôi uống thuốc. Em sẽ về à? Tôi phải về. Con của tôi đang đợi tôi. Quân nghe như vậy thì lấy thuốc cho vào miệng nuốt xuống. Uống xong anh nằm vật ra giường, nhắm nghiền mắt và không để ý tới Phượng nữa. Phượng nhìn anh uống xong thì thở phào nhẹ nhõm. Cô mới lên tiếng. Anh nghỉ ngơi đi. Nếu có vấn đề gì thì anh gọi cho nhân viên khách sạn nhé. Không cần em phải nhắc. Tôi tự biết. Phượng nghe xong thì bặm môi bước ra khỏi phòng. Còn Quân thì nằm mơ màng trên giường. Đầu óc của anh lâng lâng. Anh nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Ở khách sạn là thế. Nhưng sau khi trở về, Phượng lại mất ngủ cả đêm vì lo lắng cho Quân. Cô lo cho anh, đầu óc cứ nghĩ ngợi không yên. Không biết anh đã hạ sốt hay chưa? Anh đã ngủ hay chưa? Trời gần sáng, Phượng mới chợp mắt được một chút. Nhưng hơn 6 giờ sáng cô lại bị đánh thức bởi chuông điện thoại và tiếng lộp bộp bên ngoài. Lại mưa nữa rồi. Phượng ngắn ngầm bắt điện thoại. Alo à? Dạ vâng, em bên khách sạn Hoàng Anh đây chị. À, có chuyện gì thế à? Chị ơi, bạn của chị hình như không ổn. Chị có thể qua xem một chút được không ạ? Phượng tắt máy hơi hoảng hốt. Hôm qua Quân uống thuốc, chẳng nhẽ anh lại không đỡ. Nghĩ như vậy, cô vội vàng lay cái Liên dậy. Liên ơi, mày dậy đi, tao nói cái này. Cái gì? Mày cho tao ngủ thêm tí. Trời mưa, tao không đi xin việc đâu. Mày trông chừng hai đứa nhỏ giùm tao với. Tao ra ngoài một lát. Phương nói rồi vội vàng thay quần áo lao ra ngoài. Cái Liên nó mới hét lên. Mới sáng sớm mưa thế này, mày đi đâu đấy? Phượng không nói gì nữa. Mang áo mưa và chạy một mạch ra ngoài, bắt chiếc xe ôm đến thẳng khách sạn. Lúc lên đến phòng thì thấy Quân vẫn đang nằm. Cô đi tới sờ trán của anh. Trán của anh đã đỡ nóng rất nhiều. Cô lại sờ ngực của anh rồi lướt xuống bụng của anh. Người của anh cũng mát rồi. Phượng thắc mắc, đang định rút tay về thì lập tức bị người nào đó chụp lấy. Phượng giật thót mình, lắp bắp. Anh tỉnh rồi à? Quân nắm chặt tay cô, áp lên vùng bụng phẳng lì, không dư một chút mỡ thừa nào, yếu ớt cất tiếng. Tôi mệt quá,
bụng khó chịu nữa. Em xoa bụng cho tôi đi. Tai của Phượng thoáng đỏ dần lên. Anh hạ nhiệt rồi mà, anh đâu sốt nữa đâu. Tôi không biết, tôi khó chịu lắm. Phượng cắn răng xoa nhẹ lên bụng cho Quân, còn Quân thì nằm trên giường hưởng thụ cái sự mát xa dễ chịu mà Phượng mang lại. Anh đỡ chưa? À, đỡ hơn một chút rồi, nhưng mà tôi đói. Hôm qua tới giờ, tôi chưa ăn gì. Phượng bèn đứng dậy đi ra ngoài mua cháo cho Quân. Quân ăn hết một suất cháo gà mà cô mua cho. Thấy anh ăn xong, Phượng mới chào một tiếng, rồi đi về. Cứ tưởng vậy là xong. Ai dè đến tối, nhân viên khách sạn lại gọi đến cho cô, nói rằng là Quân vẫn mệt. Phượng bắt đầu khó hiểu. Cô nhìn nồi cháo thịt bò vừa nấu xong, liền không suy nghĩ, múc một tô đem đến cho Quân. Lúc tới trước cửa phòng Quân, Phượng định mở cửa đi vào, nhưng tay lại bất chợt khựng lại khi nghe Quân đang nói chuyện với ai đó. Cô đã gọi cho cô ấy chưa? Dạ, tôi gọi rồi. Chị ấy bảo một lát nữa sẽ tới à? Cô đừng để cho cô ấy biết là tôi bảo cô làm như thế đấy. Vâng, anh muốn tán tỉnh chị ấy à? Cách này khôn đấy ạ. Phượng cứng đờ cả người. Cùng lúc đó cô nhân viên mở cửa đi ra thì thấy Phượng đang đứng lù lù ngay cửa phòng. Cô nhân viên mới cuống cuồng gật đầu chào Phượng một cái rồi đi mất. Phượng nhìn Quân như không tin nổi, tay nắm cặp lồng đựng cháo cũng cứng ngoắc. Quân không ngờ cô lại nghe được những lời vừa rồi. Vốn dĩ anh nghĩ Phượng ít ra cũng lát nữa mới tới. Thấy Phượng quay đầu bỏ đi, Quân vội vàng đuổi theo kéo cô lại. Anh bỏ tôi ra, anh xem tôi là một con ngốc chứ gì? Em nghe tôi nói đã. Tôi không muốn nghe. Có cái gì, tôi nghe hết cả rồi. Anh đùa giỡn như vậy anh vui lắm đúng không? Uổng công tôi lo lắng cho anh, bất chấp bên ngoài trời mưa, vẫn đội mưa mà mang cháo đến cho anh. Phượng, em nghe tôi nói. Tôi làm như vậy chỉ vì tôi muốn được gặp em. Anh muốn gặp tôi? Gặp tôi để làm gì? Anh có nhiều phụ nữ như vậy, mắc gì anh nhớ đến một người như tôi? Quân ôm ghì lấy cô, hét lên trong sự tức giận. Tôi làm như vậy bởi vì tôi nhớ em, tôi yêu em. Em biết không? Anh vừa nói cái gì? Mẹ kiếp, tại sao có phải hỏi lại như vậy hả? Cả đời này, tôi chưa bao giờ phải thổ lộ tình cảm với ai ngoài em đâu. Ngay cả My Vân, anh cũng chưa từng nói lời yêu thương như vậy bao giờ. Phượng lắc lắc đầu, cười ngơ ngác. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Anh làm sao có thể yêu tôi? Tại sao lại không thể yêu em? Tôi nói lại một lần nữa, em nghe cho kỹ đây. Tôi yêu em. Quân nói xong thì vội vã ngậm lấy môi của cô, không cho cô cơ hội từ chối hay là chống cự. Cho đến khi cả người bị Quân bế đặt lên giường, Phượng mới tỉnh táo lại. Chúng ta đừng như vậy nữa được không? Tại sao lại không? Tôi đã cùng em vô số lần. Em còn sinh cho tôi 2 đứa con. Vì sao lại không thể? Anh nói anh yêu em. Anh yêu bao lâu? Yêu mấy ngày? Hay là mấy tháng? Yêu đến lúc không yêu được nữa mới thôi. Câu trả lời của anh giống như tùy ý vậy. Không có thời hạn cụ thể, không có sự an toàn. Nhưng mà Phượng lại bị chìm đắm vào đó. Cô và anh lại cùng nhau lăn lộn trên giường. Sau khi kết thúc hoàn ái, Phượng mới cuộn tròn người mình, nhìn Quân ngủ say bên cạnh. Cái cảm giác sai trái lại ập đến. Hai người vốn không có kết quả, tại sao lại cứ vẫn quấn lấy nhau? Phượng buồn bực, mặc lại đồ rồi đi ra khỏi phòng. Cô bắt xe trở lại nhà trọ. Sáng ra cái Liên đang tập thể dục trước cửa phòng, thì Quân đột nhiên xuất hiện. Cái Liên mở to mắt nhìn Quân và gườm gườm. Anh còn tới đây làm gì? Tôi đến thăm vợ con của tôi. Ai là vợ, ai là con của anh? Buồn cười. Quân liếc mắt nhìn thấy bé Mít và bé Nhật đang rúc rích trong phòng thì nói to. Đấy, vợ con của tôi đang ở trong đấy. Này, anh đừng có mơ. Tưởng anh thế nào? Tưởng chết đi đâu? Hóa ra là đi chơi cho đã. Rồi ăn mặc bành bao tới đây mặt dày, đòi nhận con. Làm cái gì mà dễ dàng như vậy? Quân xách túi quà lướt qua cái Liên bước vào phòng. Lúc đó Phượng đang làm đồ ăn sáng.
Con biết nhìn thấy Quân, chạy ra một cái, ào tới và gọi lớn. Chú! Quân cười xoa đầu nó, rồi lấy trong túi ra một con búp bê đưa cho Mít. Cho con này. Cái Liên lúc này nhìn thấy như vậy thì quát lớn. Mít, không được lấy. Con bé sụ mặt nhìn Liên, rồi chợt lao vào lòng của Quân. Quân ôm con đắc ý nhìn Liên, mà Phượng từ đầu đến cuối cứ đứng đơ ra, nhìn bố con của Quân. Bé Mít chỉ gặp Quân một lần, nhưng vô tình đã có một sợi dây kết nối với bố của nó. Nhìn Quân ôm con, Phượng xúc động không tả được. Suy cho cùng, trẻ con có đầy đủ bố mẹ, vẫn tốt hơn rất nhiều. Quân ôm bé Mít liếc sang nhìn Phượng, ánh mắt nóng rực khiến Phượng nhớ lại cái đêm hôm qua, hai người đã ân ái trên giường. Phượng đột nhiên không nói không rằng, chạy vụt ra bên ngoài. Quân vội vàng bỏ bé Mít xuống, chạy đuổi theo Phượng. Chạy ra đến đầu con hẻm, Quân đã bắt kịp cô. Phượng, em đừng trốn tránh tôi nữa. Tôi biết em cũng có tình cảm với tôi. Nhưng mà chúng ta không thể. Vì sao? Bố anh, ông ấy... Vấn đề bố tôi, em không cần phải lo. Em cứ để đấy tôi lo. Anh thật sự yêu em sao? Tôi yêu em. Tôi từng suy nghĩ về vấn đề này. Sau cùng tôi khẳng định được. Tôi chắc chắn là tôi yêu em. Phượng rơi nước mắt. Cô nghĩ là mình đang mơ. Người như anh, tại sao lại nói lời yêu cô? Cô thật là không dám tin. Quân kéo cô vào lòng. Tin tôi một lần được không? Để tôi chăm sóc cho em và con của chúng ta. Cùng tôi trở lại Hà Nội. Đến lúc đó, tôi sẽ cưới em. Tôi sẽ cưới em. Cái câu nói đó khiến phòng tuyến trong lòng của Phượng hoàn toàn sụp đổ. Hình như cô đã yêu anh. Yêu anh từ khi nào, chính cô cũng không biết. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 5 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Thanh Hằng đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện này, sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Chúng ta để cùng nghe để xem rằng liệu kết quả của hai người này sẽ ra sao. Liệu rằng là bố của Quân có chấp nhận Phượng cũng như là chấp nhận hai đứa cháu của ông hay không? Và liệu rằng tình nhân, không phải là tình nhân nữa rồi, mà là chính là mẹ kế của Quân, cô ta sẽ phản ứng như thế nào sau khi thấy Phượng quay trở về? Chúng ta hãy cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.